Hồ Bích Trâm từng là cô gái nghèo khó, 15 tuổi nghỉ học đến cơ ngơi tiền tỷ. Sinh ra trong gia đình khó khăn, nhưng Hồ Bích Trâm luôn tự hào khi có người ba luôn lo lắng, chăm lo cho cô từng ly, từng tí một. Hồ Bích Trâm là diễn viên, người mẫu, MC hay thậm chí là vlogger khá đa tài trong showbiz Việt hiện nay. Hồ Bích Trâm được nhiều khán giả biết đến và yêu mến bởi thái độ tận tâm với nghề và tính tình vui vẻ, nhiệt tình của mình. Tên tuổi của nữ diễn viên ngày càng đến gần hơn với nhiều người qua các tác phẩm như Con đường hoàn lương, Dã tâm thiên thần, Lời nguyền lúc không giờ, Muôn kiều làm dâu, Đường chân trời, Hoàng tử xấu trai, Thuyền giấy, Gia đình là số 1/3, Về nhà ăn Tết. Để có sự nghiệp thành công như hiện tại, ít ai biết rằng Hồ Bích Trâm đã từng trải qua tuổi thơ không mấy êm đềm. Hồ Bích Trâm tiết lộ, ngày xưa gia đình cô rất nghèo, ở vùng mưa lũ quanh năm. Có những hôm mưa lũ ngập đến nóc nhà, gia đình cô phải leo lên mái tôn nằm chờ người khác phát mì từ thiện ăn đỡ đói. Khi đi học, nhiều hôm lụt đường, nước dâng cao lên đến cổ, cô không dám tự về một mình mà phải chờ ba đến đón. Cô thường xuyên giúp ba chăn bò, học buổi chiều thì chăn buổi sáng. Khi mới lên lớp 10, cô xin phép ba cho nghỉ học vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Lúc vào thành phố Hồ Chí Minh, cô ở tạm nhà của chú mình. Do không có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, nữ diễn viên không xin được việc. Nhờ có một người quen giới thiệu làm ở một quán cơm, Hồ Bích Trâm vừa làm vừa học bổ túc 3 năm và có được bằng lớp 12. Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn nên năm 2009, khi được người anh họ gợi ý, cô nộp đơn đăng ký thi và đậu vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng tưởng những sự đau khổ sẽ không còn thì khi vừa nhận được giấy báo trúng tuyển, Hồ Bích Trâm đã phải nghe tin bố ruột mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và qua đời không lâu sau đó. Hồ Bích Trâm trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình nên cô càng nỗ lực hơn nữa, dù chỉ đang là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường. Trong năm đầu tiên, do nhà trường quản lý gắt gao nên Hồ Bích Trâm chỉ làm người mẫu ảnh, gõ hủ tiếu thuê, bán cà phê trên vỉa hè để kiếm tiền nuôi sống bản thân và viết tiếp ước mơ của đời mình. Sang năm thứ hai, vì bươn trải nên cô giấu thầy cô nhận show diễn bên ngoài. Với sự nỗ lực và cố gắng từng ngày, cô để lại ấn tượng trong lòng khán giả với không ít vai diễn và là gương mặt nổi bật trong các chương trình truyền hình. Ngoài ra, cô còn kinh doanh để kiếm thêm thu nhập. Hiện tại, cô sở hữu cơ ngơi đồ sộ, sống trong căn hộ cao cấp gần trung tâm thành phố, sắm xế hộp tiền tỷ, khiến nhiều người mơ ước. Mỗi lần nhắc về quá khứ, Hồ Bích Trâm lại thấy nghẹn lòng, nhưng tất cả chúng đều là những kỷ niệm đẹp trong ký ức của nữ diễn viên. Tháng 6 vừa qua, cô chính thức lên xe hoa cùng ông xã. Hồ Bích Trâm cho biết, chồng cô là người tâm lý, thấu hiểu và yêu thương cô.